Anh hẹn tôi ra đây làm gì? Anh có điều muốn nói với em. Điều gì? Tôi không có điều gì lắm nói với anh ấy. Không, thật sự điều này với anh nó quan trọng lắm. Ừ, anh nói luôn đi, nhanh để tôi đi về. Anh thì anh thương em từ lâu lắm rồi ấy. Cho nên là em lòng yêu nhé. Tôi xinh đẹp cao sang như này phải yêu một loại người như anh á. Anh có cái gì mà đòi yêu tôi hả? Tôi có một cái mà có nhiều tiền không thể nào mua được. Tôi có cái này mua được. Tôi có cái này. Anh ơi, đừng lại anh ơi. Anh đừng đi anh ơi. Anh ơi. 我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。